Hiện tại là nguyên mỏng, nguyên mỏng chưa có tác động gì hết cả. Hồ nguyên. Anh em thì sợ đang là đánh gác thôi. Còn vài nước sơn nữa lên thì đánh bóng lên thì rất là tuyệt vời. Cùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 27 tháng 12 năm 2020 và trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhà em có hoàn thiện lên mọc xong một bộ trường kỷ của Bắc Thành ở tại phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang. Thì em có quay video cũng như là gửi lại mọc cũng như báo cáo cho bác là hôm nay em hoàn thiện xong cái bộ trường kỷ lim hàng đại cho bác rồi. Thì em sẽ quay và gửi cái phần mọc cho bác xem trước khi là đi vào hoàn thiện những cái bước tiếp theo. Đây trước mắt quý khách hàng, đây là hình ảnh tổng thể của bộ trường kỷ đây. Bộ trường kỷ này thì là bao gồm có 3 món là 2 chiếc băng dài và 1 chiếc bàn tíu. Đó, chất liệu gỗ sử dụng của bộ trường này là chất liệu gỗ lim này. Đó, toàn bộ phần yếm ghế của bộ này là yếm ghế là đục trúc. Đó, chân này là chân 11 chỉ quý vị này. Chân 11 chỉ này. Đó. Và cái điểm đặc biệt là cái phần ván mặt này, anh em là chọn gỗ cho bác là vân gỗ tự nhiên. Vân gỗ rất là đẹp. Đó, ván mặt 4 vách tứ quý tùng trúc cúc mai. Hôm nay thì thời tiết nó mưa quý vị nhá. Thời tiết nó hơi mưa nên em cho ra ngoài trời rồi, nhưng là em để trong xưởng thì ánh sáng nó hơi tối. Ánh sáng hơi tối, sáng lắm. Đây là cái sản phẩm mọc. Đây là hình ảnh nguyên mọc thôi. Còn khi đưa vào đánh cái giác và sơn BU hoàn thiện thì nó mới bóng bẩy được. Còn đây là những cái hình ảnh của nó thô nguyên ban đầu. Đây là chiếc bàn tíu đây. Như là tiếp theo là chiếc hình ảnh chiếc ghế thứ hai đây. Toàn bộ cái điểm đặc biệt của sản phẩm bên em là đầu tay là đục xoắn ốc hết. Toàn bộ những cái đầu tay, đầu vai này là đục và xoắn ốc này. Đó, gỗ là thì các bác có thể nhìn thấy trên màn ảnh đây. Cái mặt này gỗ rất là đẹp. Khi hoàn thiện lên thì vân gỗ nó nổi lên rất là đẹp. Hiện tại là nguyên mỏng. Nguyên mỏng chưa có tác động gì hết cả. Hồ nguyên. Anh em thì sợ đang là đánh gác thôi. Còn vài nước sơn nữa lên thì đánh bóng lên thì rất là tuyệt vời. Đây, em quay lại lần nữa tổng thể cái bộ ghế này. Tổng thể bộ ghế trường kỷ này cho các bác xem. Đây là của bác Thành tại phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang nhé. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên màn trưởng này, 0987 51086. Địa chỉ ở tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây video nó quay ở phía bên trong xưởng. Trong xưởng. Ok mọi người nhé, em chỉ quay cái video clip báo cáo mọc của cho bác Thành ở Tuyên Quang xem thôi, sản phẩm mọc của mình thôi.